Máy bơm cao áp có công suất là 15 ngựa, hút sâu tối đa là được 10 mét và đẩy cao tối đa với cột áp là lên đến 120 mét và đẩy xa với chiều dài tối đa là tới là 1.000 mét. Thích hợp để sử dụng cho những cái bẹt phun mà có bán kính tưới từ 40 mét và 50 mét như là FS45 hay là FS50. Bẹt Poison 50 hay còn gọi là FS50 với là 3 hồng phun, bán kính phun tối đa là đạt 56 mét. Rất là xa luôn à, mọi người ơi. Rất chi là đều nước, đều từ trong chân bẹt ra đến ngoài. Hiện tại đây là đang sử dụng hồng số 20, bằng với bán kính phun là tầm khoảng là 38-39 mét. Cho nước là đều từ trong ra ngoài.